Người quen vô tình tiết lộ ra thế tài phiệt của Khoa Pop, mấy trăm tỷ cũng không là gì so với số tài sản của anh chàng, xài ba đời không hết. Khoa Pop là một YouTuber rất chịu chơi và chịu chi, anh không ngần ngại chi tiền để book khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng đắt đỏ để làm các video có chủ đề về ẩm thực và du lịch. Khán giả tò mò ra thế kiểu gì mà anh chàng này lại vung tiền như nước như vậy. Theo thông tin bề nổi, Khoa Pop kiếm tiền từ việc làm YouTuber và kinh doanh. Một số người quen tiết lộ Khoa Pop còn tham gia cả bất động sản. Trong quá khứ, Khoa Pop nói rằng thu nhập của mình chỉ từ công việc lập trình, thiết kế các app điện thoại. Việc làm YouTube cũng mang tới những doanh thu khá khủng, đôi khi lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng. Khoa Pop có kênh YouTube về ẩm thực và du lịch hơn 4 triệu thành viên theo dõi. Theo ước tính từ trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, doanh thu mỗi năm của kênh Khoa Pop có thể lên đến 32 tỷ đồng. Có thông tin cho rằng chàng YouTuber này đang sở hữu lượng tiền Bitcoin có giá trị rất lớn. Trong một lần trò chuyện với ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng, Khoa cũng thừa nhận hiện anh sở hữu hơn 60.000 loại tiền ảo khác nhau. Dân mạng cho rằng việc Khoa Pop sở hữu tài sản khổng lồ từ tiền kỹ thuật số là hoàn toàn có cơ sở. Theo một nguồn thông tin chưa kiểm chứng, Khoa Pop đã mua và chơi Bitcoin ngay từ những năm 2011. Ban đầu anh bỏ ra chỉ gần 70 triệu Việt Nam đồng. Năm 2014, anh bán 1/5 số Bitcoin với mức giá 1.000 đô la Mỹ, thu về 11 tỷ Việt Nam đồng. Năm 2017, Khoa Pop bán tiếp 500 Bitcoin với mức giá 20.000 đô la Mỹ, tương đương 230 tỷ Việt Nam đồng. Với việc mở nhà hàng 23 tỷ, anh tuyên bố đây chỉ là một phần nhỏ tài sản của mình. Thậm chí Khoa từng nói 30 tỷ đối với mình cũng chỉ như rác. Chính vì thế, có thể khẳng định con số này không tới 1/10 số tài sản thực sự của Khoa. Chưa đầy 31 tuổi nhưng Khoa Pop đã sở hữu những tài sản mà nhiều người mơ ước cả đời. Anh tự nhận là YouTuber Việt giàu nhất ở Mỹ. Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ Khoa Pop vì có tài sản khổng lồ ở tuổi 30, thì không ít ý kiến cho rằng Khoa Pop đang quá nổ, ảo tưởng sức mạnh. Vì tài sản của anh chưa có ai kiểm chứng. Khoa Pop chưa từng tiết lộ về thân thế của mình. Có nguồn tin cho rằng anh là con trai của ông Nguyễn Đình Trung, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hưng Thịnh, nhưng sau đó phía công ty lên tiếng phản bác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Khoa Pop là cháu ruột của Phạm Nhật Vượng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup, người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Bạn nghĩ sao về độ giàu có của anh chàng này? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết. Bấm like, share, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin mới nhất của kênh nhé!